Kính chào quý vị và các bạn. Trong lúc chúng ta đang ngồi đây bên cạnh bạn bè, người thân trong gia đình thì biết bao nhiêu người còn đang chịu cảnh ly tán, chia ly vì chiến tranh, chia ly thời hậu chiến, chia ly vì sinh kế, vì di chuyển, chia ly vì hiểu lầm, và có khi đơn giản chỉ là do dòng đời đẩy chúng ta ra xa nhau và bặt tin mà thôi. Rất có thể đời sống thường nhật hối hả làm chúng ta có thể quên đi rằng trong tiềm thức chúng ta đang chờ mong một ai đó. Rất có thể vào lúc này đây, tôi, bạn, các quý vị khán giả đang được một ai đó ngóng trông. Gần 200 yêu cầu gửi đến chương trình là gần 200 câu chuyện về số phận của một gia đình, một dòng họ, thân nhân của hàng trăm con người cụ thể, mà cũng là những câu chuyện về đất nước mình với nhiều chia ly. Những thông tin được lọc sơ bộ, đưa vào hồ sơ lưu trữ của chương trình, một đội tìm kiếm dày dặn chuyên môn và kinh nghiệm tiến hành tìm hiểu những trường hợp tiêu biểu nhất. Nhiều nhất là các lá thư lạc con, người mẹ nhờ người khác bế con và lạc mất, cha gửi con vào chùa, khi tìm lại thì con đã chuyển đi, ba má chia tay và con thêm một người bặt tin luôn. Thứ đến là những trường hợp con tìm lại cha mẹ, người con lưu lạc 30 năm vẫn chờ và vẫn quanh quẩn ở nơi ba đã để mình lại. Có đứa trẻ lên xe buýt đi chơi rồi đi luôn 40 năm không thể tìm đường về. Trường hợp tìm bạn cùng lớp, cùng du học, cùng trải qua một biến cố cũng chiếm tỷ lệ lớn. Mối tình đầu có, kỷ niệm trong sáng có. Có người đi tìm ân nhân thời hàng di, có người đang ở New Caledonia đề nghị tìm giúp quê quán, họ hàng, dân dân. Các trường hợp chia ly xuyên biên giới chiếm khoảng 1/4. Đại đa số những người đang tìm đều rất thiết tha, từng tự đi tìm nhiều lần nhưng không đạt kết quả. Những nỗ lực cá nhân để đoàn tụ thì không phải lúc nào cũng đạt kết quả, bởi vì sức lực của chúng ta thì thường nhỏ nhoi lắm. Tuy nhiên, nếu như báo chí, truyền hình và cộng đồng cùng kết nối lại thì cơ hội để tìm thấy ân nhân, người thân, bạn bè sẽ tăng lên gấp bội. Đó là lý do ra đời chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly trên sóng VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam. Chúng ta có thể làm được rất nhiều điều. Chúng ta có thể đoàn tụ và giúp người khác đoàn tụ thông qua website và tổng đài Như chưa hề có cuộc chia ly. Nếu bạn là người đang được tìm kiếm, hãy gọi ngay về số 08-264-7777. Nếu bạn biết một người đang được thân nhân mong chờ và thông báo trong chương trình, cũng hãy gọi ngay về tổng đài 08-264-7777. Tổng đài hoạt động thường xuyên vào giờ hành chính. Hoặc ngay lúc này, khán giả có thể gửi email về địa chỉ tìm người thân amoc.hailentieng.vn hoặc vào website www.hailentieng.vn. Bạn có thể đăng ký tìm kiếm, cung cấp thông tin giúp chương trình hoặc đăng ký cùng chúng tôi đoàn tụ những cuộc chia ly, làm tình nguyện viên của chương trình. Slogan của chúng tôi là hãy lên tiếng. Và đây là những trường hợp đầu tiên cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Chào em. Em tên là Quỳnh Văn Thương ạ. Em là sinh viên trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2. À, ngày đầu tiên vào thành phố Hồ Chí Minh đi học thì bố có dặn em là vào thành phố Hồ Chí Minh. À, nhiệm vụ của con là ngoài nhiệm vụ học tập thì con phải dành thời gian để mà tìm ông nội thúc của con. Đó là ông nội Quỳnh Minh Trị và chú Quỳnh Minh Tuấn. Và làm theo những cái địa chỉ của bố dặn thì em đã đi rất là nhiều nơi để mà tìm, nhưng mà 3 năm nay vẫn chưa có thông tin về ông nội và chú Tuấn. Và hơn 32 năm nay thì không ở quê vẫn chưa có liên lạc gì với ông nội và chú Tuấn. Như vậy gia đình ông Huỳnh Mau và cả tộc họ Huỳnh ở Quảng Ngãi thì đang tìm ông Huỳnh Minh Trị và anh Huỳnh Minh Tuấn. Xin hãy hồi âm. Số điện thoại của chúng tôi là 08-264-7777. Còn sau đây là một đề nghị tìm kiếm từ Hà Nội. Tôi là Phạm Minh Nghiêm. 15 năm nay tôi đi tìm con gái tôi là Lê Minh Phương, sinh năm 65. Năm 1991 thì Lê Minh Phương đi sang Bulgaria cùng với chồng con. Đến năm 1992 thì sang Đức. Và cái thư cuối cùng tôi nhận được của Lê Minh Phương là ngày 5 tháng 6 năm 1992. Và cái thư đó thì Phương có nói với tôi là mẹ gửi cho con mấy bộ áo dài. Và tôi cũng đã đi mua và gửi cho Phương. Thế khi tôi gửi qua bưu điện vào khoảng nửa tháng sau thì tôi được trả lại. Và từ đấy tôi không nhận được tin tức gì nữa. Phương ơi, con ở đâu? Hãy nhắn tin cho gia đình
hoặc là chuyên mục chưa hề có cuộc chia ly của đài truyền hình biết, hoặc con ốm đau không có hoàn cảnh liên lạc thì cũng báo tin để gia đình sẽ tìm mọi cách để đến đón con về, và gia đình vô cùng thương nhớ con. Số điện thoại của chúng tôi là 08-264-7777. Về trường hợp chị Lê Minh Phương sang Đức năm 91 và bật tim từ năm 92, chị có hai răng khểnh và hai má lún đồng tiền, thì chúng tôi đã nhờ ông Trần Đức Mậu là đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức. Ông Mậu đã hứa là làm hết sức mình để tìm thấy manh mối về chị Phương và thông báo về gia đình. Vậy cháu xin cô Nghiêm và gia đình hãy yên tâm. Chào ca sĩ Đình Vạn. Chào chị Thu Yên. Trên blog của em có viết là không hiểu vì sao những ký ức tuổi thơ đã luôn theo tôi trong suốt 20 năm nay và nó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Em viết là đến giờ tôi rất muốn tìm người bạn ấy, một người bạn học chung lớp mẫu giáo năm 85-86 ở lớp cô Duyên. Bạn ấy tên là Trang. Tại sao lại muốn tìm Trang đến như vậy? Thật ra cái tên Trang thì cũng không chính xác lắm, bởi vì là nó chỉ là một cái ấn tượng của Bảo còn nhớ như vậy thôi, chứ không chắc có phải là tên Trang chính xác hay không. Nhưng mà người bạn đấy thì có là một cái người mà luôn luôn xuất hiện ở trong cái ký ức của Bảo mỗi khi mà Bảo nhớ về cái thời tuổi thơ của mình. Và người bạn đó cũng là một cái hình ảnh mà gia đình Bảo mỗi một buổi tối ngồi ăn cơm với nhau thì ba mẹ, anh chị em thường nhắc về những cái kỷ niệm thời anh chị em của Bảo còn bé, thì luôn luôn nhắc về người bạn tên Trang đấy. Vì có một cái kỷ niệm rất là vui là cái thời gian mà Bảo học mẫu giáo, thì ở trong lớp thì thường Bảo thường bị mấy cái bạn béo phì đó, bạn to con hơn mình, cho nên là mình sợ, cho nên là các bạn ấy hay giành cái ghế của mình. Thế là bạn Trang ấy thì rất là anh hùng và ra giành lại cái ghế cho Bảo. Đấy thì là Bảo trở nên hâm mộ bạn ấy và hai người chơi rất thân với nhau. Thì có một hôm tự nhiên ở nhà thấy Bảo nắm tay một cô bé dắt về ngay trước cửa nhà. Bởi vì là bình thường thì là Bảo phải đứng ở bên kia đường và gọi người lớn để mà dắt qua đường. Nhưng mà hôm nay tự nhiên thấy anh Đình Bảo dắt ngay một cô bé rất là xinh, mặc cái sơ-ri màu trắng, đi đôi giày màu đỏ, và đứng ngay trước cửa nhà, thế cả nhà cười phá lên. Thế là cô bé ngượng quá, cô bé bỏ chạy mất. Người anh hùng nó bỏ chạy mất. Lúc đấy với sơ-ri trắng và chiếc giày màu đỏ, nếu bây giờ gặp lại sau 22 năm rồi thì Bảo nghĩ là Trang trông như thế nào, Trang có thể ở đâu, đang làm gì? Cũng khó mà có thể hình dung được. Bởi vì thật sự cái hình ảnh mà cái người bạn đấy nó cũng chỉ là một cái ấn tượng thôi, nó cũng không phải là chính xác lắm. Cho nên là bây giờ sau 20 mấy năm thì cũng rất là khó có thể hình dung được. Có thể là bạn ấy đã có chồng, có con, hay là đi nước ngoài, hay là làm một cái công việc gì đấy ở trên đất nước Việt Nam. Nói chung là rất rất khó để hình dung. Vậy thì chính xác lý do vì sao mà Bảo lại muốn gặp lại Trang? Bảo nghĩ khi mà Bảo tìm lại được một người bạn cũ thì đó là Bảo tìm lại chính cái tuổi thơ của mình, một người bạn mà luôn luôn xuất hiện trong cái ký ức của mình trong suốt hơn 20 năm qua. Trong ký ức của Bảo có cô Duyên, có bạn Trang, có những cậu béo mập mà đã cướp ghế của Bảo, đúng không? Bây giờ chúng ta thử quay lại tuổi thơ của Bảo xem. Bảo có nhận ra không? Đây là nơi mà Bảo rất hay tới. Trường của bạn. Đây là con đường đến trường. Trông bây giờ đã khác nhiều rồi đúng không? Dạ, khác rất nhiều. Trong bài hát của Bảo thì là hoa cỏ may rất nhiều trên đường đến trường. Dạ đúng rồi, nhỏ mà giáo viên trường mầm non Tam Hiệp. Dạ. Chào chị, cho hỏi nhà cô giáo Duyên đây ạ. Dạ xin gặp cô giáo Duyên ạ. Dạ con chào cô. Dạ, có nhận ra không? Em tìm ai vậy? Dạ con tìm cô giáo Duyên ạ. À cô là cô giáo Duyên.
cô giáo em. Em xin mời cô giáo ạ. Trời ơi, ngày xưa em bé tí xíu, giờ em lớn quá. Con vẫn còn bé cô. Ngày xưa rất là nghịch. Em ngày xưa cô dạy em nghịch ngợm vô cùng. Mà bây giờ em lớn quá, cô nhận không ra, rất là mừng. Con nhớ cô, con nhớ cái bài học đầu tiên mà cô dạy cho con. Hồi đấy thì cô dạy, học hỏi mẫu giáo thì dạy những cái chữ, rồi những cái số, rồi các cái trái cây, những con thú. Thì cái bài đầu tiên cô dạy cho con là trái táo. Con vẫn còn nhớ. Trời ơi. Rất bài là mừng. Đầu tiên dạy là trái táo. Không biết các bạn nào đang học và đã học vào năm 85-86 ở lớp cô Duyên cùng với Đình Bảo cũng học bài trái táo là bài học đầu tiên. Bây giờ nếu các bạn đang xem chương trình như chưa hề có cuộc chia ly số đầu tiên thì các bạn hãy lên tiếng. Số điện thoại của chúng tôi là 0826477777. Cô làm sao? Xin tiếp tục theo dõi chương trình như chưa hề có cuộc chia ly. Chương trình của chúng tôi sẽ mang tới cho quý vị những cuộc đoàn tụ và rất nhiều những nguyện vọng tìm kiếm nhờ chúng ta giúp đỡ. Xin chào chị. Chào chị Thu. Chị tìm ai ạ? Dạ, em tìm người thân ạ. Tìm ba mẹ lúc thất lạc từ bé. Chị thất lạc từ bé? Dạ. Chị lúc kể hoàn cảnh mình. Nhớ có một hôm đó thì mẹ chở hai chị em đi đến nhà bà. Thì mẹ bỏ em thì ở lại đó với bà, còn thì mẹ với em thì đi đâu đó thì ở với bà thì vài hôm thôi. Tự ý đi mua kẹo dừa ăn xong rồi lạc mất. Từ đó thì mấy chú công an đó đi xe rít đi tuần á, thì mấy chú mới gặp là ngồi khóc vậy, mấy chú mới đưa vô trong đồn cảnh sát đó, thì nuôi ở đó cho tới chừng một năm. Mà thì có một cái ông cán bộ xin nó rồi về, rồi không biết sao thì gửi vào cô Nhi ở đó, thì không về ở với ông nữa. Rồi ở đó là tới lớn, rồi tới bây giờ thì rất là mong muốn tìm lại gia đình nhưng mà không biết là tìm như thế nào. Tại vì không có một thông tin gì đó, thì cũng qua chương trình này thì em rất muốn là nhờ cái chương trình Hãy Lên Tiếng này thì giúp đỡ cho em qua cái chương trình này, thì có thể em hy vọng là một ngày nào đó sẽ tìm được gia đình. Thưa chị trong hồ sơ thì ghi tên chị là Nguyễn Thị Thanh Mai. Đấy là tên chính thức như vậy hay là tên về sau bố mẹ nuôi đặt? Em cũng không biết là cái đó là cái tên chính xác của em hay không. Thì có một bà mẹ tên là em không nhớ rõ lắm, nhưng mà làm ở trong hậu cần, ở trong đồn cảnh sát hồi xưa đó, mới giải phóng vô chừng vài tháng thì em ở trong đây, bị lạc vô trong đó đó. Thì em cứ nhớ là mẹ đặt tên đó cho em, nhưng mà khi mà em điện thoại qua được đó, thì qua chương trình đó, thì có nói là cái đó là tên của em đó. Thì em cũng hy vọng đó là tên của em thì cha mẹ sẽ tìm kiếm được em. Nếu mà bây giờ ba mẹ gặp lại chị thì có một cái đặc điểm nào của chị để ba mẹ nhận ra ngay không? Thì em nhớ là hồi nhỏ em có cái nốt ruồi ở trên cái lỗ mũi đó. Rồi sau này khi đi làm thì bạn bè mới nói là thôi nên bỏ cái mụn ruồi đó đi, thì có thể hy vọng có một ngày nào đó tìm ra được cha mẹ. Dạ. Như vậy là việc này là xảy ra vào năm cái đi lạc đó hả chị? Đi lạc thì lúc đó khoảng chừng 5 tuổi, thì giải phóng vô cũng chưa được bao lâu. Dạ. Như vậy là một gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh có một cô con gái nhỏ 5 tuổi đã tự ý đi mua kẹo dừa và sau đó đi lạc cho đến tận ngày nay. Chị Nguyễn Thị Thanh Mai đang tìm gia đình. Rất là mong, chương trình rất mong rằng gia đình đang ngồi cạnh máy thu hình và đang xem chương trình như chưa hề có cuộc chia ly. Xin hãy lên tiếng, số điện thoại của chúng tôi là 0826477777. Bảo trợ trẻ em Tam Bình, Thủ Đức hiện nay nuôi dưỡng 303 em, trong đó có 70 em không phải là trẻ mồ côi. Trung tâm được thành lập từ năm 1975. Một năm đôi lần, người bảo vệ lại mở cánh cổng ra, một vài vị khách vào và hỏi xem ở đây có nuôi đứa con thất lạc của họ hay không. Trẻ em thì lớn nhanh, chỉ còn dấu sẹo, cái bớt hoặc vài đặc điểm trên cơ thể bé bỏng là không thay đổi. Có khách tìm con, các em lại rủ nhau chạy vào phòng đóng cửa,
xem hộ nhau có cái sẹo cái bớt như thế hay không. Con tên Dũng, con 14 tuổi. Con muốn tìm ba mẹ của con. Con có bị vết sẹo trên đầu là do đập vô tường. Dạ, con tên Thảo, năm nay con 17 tuổi. Con muốn tìm lại bố mẹ của con. Bố mẹ có thể nhận ra con vì con có một vết sẹo bên trán bên trái. Con tên Nguyễn Thị Đẹp, năm nay 21 tuổi. Con muốn tìm lại gia đình. Gia đình có thể nhận con bút ruồi này. Tên tên là Phương Mơ, năm nay con 7 tuổi. Con học lớp 2 xin gặp mẹ. Chào anh. Anh có bao giờ rơi vào hoàn cảnh là có người khách đến xem mà mình rủ các bạn vào trong phòng và xem mình có vết bớt đó, vết sẹo đó không? Dạ, có trường hợp đó là hồi nhỏ em có nhiều trường hợp đó rồi. Vậy là anh vẫn ở trại tâm mình? Dạ. Dạ, từ đó đến giờ. Anh xin anh tự giới thiệu ạ. Dạ. Tôi tên Hùng. Hình như là Nguyễn Quang Hùng. Khi vào trung tâm không nghĩ cái tên mình quan trọng, do đó cứ để đặt tên là Nguyễn Văn Hùng. Trước tôi có ba má, anh và hai em. Sau thất lạc hết, đã 33 năm nay. Năm 1974, cả nhà tôi tới một sân bay. Lúc đó rất đông người. Sáng ra mẹ tôi và em lạc mắt. Sau đó bà đưa tôi và chúng tôi gửi vào chùa hay là vào nhà dân. Vì ba làm cảnh sát giao thông trên đường phố nên rất bận. Rồi ba đưa tôi và em Sơn, thường gọi là Sơn Nhĩ, vào trung tâm. Thường thì cuối tuần ba hay đưa chúng tôi đi chơi. Khi về lúc nào cũng mua cho tôi thêm một cái bánh bao vì tôi thích bánh bao lắm. Tôi vào cũng như vào ngày tháng năm nào, nhưng mà nhớ nhất là và chắc là trước Trung thu năm 74. Vì Trung thu năm đó là buồn nhất đó. Là mấy hai anh em mới vô nên không có quen biết ai á. Rồi ở đó người ta tổ chức Trung thu á, thì những sinh viên đồ á, người ta tới người ta tặng quà được cho lòng đẹp đó. Hai anh em mới vô không quen biết ai nên ngồi, thì nghe em nó ngồi nó khóc thì mới dỗ nó. Nói em lính đi, mai mốt ba tới rồi kêu ba mua cho. Kỷ niệm cuối cùng là chỉ có là ba kêu là đi mua chú sứ với lại bánh chén. Ba nói giờ ba không còn tiền để mà lo nữa, giờ con đi mua chú với lại bánh chén về mấy cha con mình ăn khi ta mai ba dắt anh hai đi. Rồi sau này á, ba quay lại ba đón tụi con, giờ ba gửi tụi con vô cô Nhi đỡ. Ba nói khi đó thì ba anh có giải thích cái ý nghĩa của chú sứ và bánh tráng không? Ba có giải thích mà lúc đó nhỏ quá em không nhớ được, ba nói nhiều. Và trong những lời nói của ba đó vào cái hôm cuối cùng đó thì có một manh mối gì cho đội tìm kiếm, giúp đội tìm kiếm có thể tìm được không? Lúc đó ba nói với em là ba sẽ đưa anh hai đi về Long, không nhớ là Long gì, Long Thành hay Long Khánh gì đó. Long Thành hay Long Khánh? Dạ. Yeah. Vậy là suốt từ hồi đến giờ? Hồi đấy đến giờ anh sống ở Tam Bình, bây giờ anh đang phục vụ trong Tam Bình đúng không ạ? Yeah. Cuộc sống của anh bây giờ như thế nào? Dạ, yeah. Em đang ở trung tâm Tam Bình làm bảo vệ và điện nước. Hiện tại có vợ và một bé gái vừa đúng 11 tháng tuổi ở khu tập thể của nhân viên. Dạ, và anh vẫn cứ ngóng trong gia đình. Chúng tôi tin chắc là anh Hùng sẽ còn trở lại với chương trình của chúng ta nhiều lần nữa, cho đến lúc nào chúng ta tìm thấy 1, 2, 3 và có thể là tất cả 5 người ruột thịt của anh Hùng. Chúng tôi hy vọng rằng mọi người ai biết thông tin về trường hợp này thì sẽ gọi điện cho chúng tôi theo số 08-264-7777.
như chưa hề có cuộc chia ly, sẽ đến với quý vị khán giả mỗi một tháng một lần. Vào tối thứ bảy đầu tiên của tháng, từ 20 giờ cho đến 21 giờ, chúng tôi sẽ mang đến những cuộc đoàn tụ và rất nhiều những nguyện vọng nhờ chúng ta giúp đỡ để đoàn tụ được với gia đình. Những nguyện vọng này sẽ chỉ được giải quyết khi mà chúng ta kết hợp sức lực của đội tìm kiếm cộng với sự mách bảo của tất cả quý vị khán giả, cộng với đội tương tác luôn luôn theo dõi chương trình. Chúng tôi hy vọng là sẽ càng ngày càng có nhiều cuộc đoàn tụ trên sóng truyền hình. Và năm ngoái thì báo Thanh Niên có đăng phóng sự người buôn tiền trở thành bộ trưởng, về kể về ông Lữ Minh Châu và Ban Tài chính đặc biệt N2683, đó là đơn vị chủ chốt trong đầu mối trong đường dây chi viện miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Phóng sự đã hé mở một tài liệu mà vẫn được giữ kín 32 năm nay về một mặt trận tuyệt mật, nhiệm vụ tài chính đặc biệt và trên hết là về những con người trung kiên và trong sáng tuyệt vời. Trong bản tổng kết chiến thắng của ta, yếu tố kỳ diệu nhất là hậu cần vẫn tiếp tục chứa nhiều bí ẩn. Hậu cần là tối quan trọng và cốt lõi của hậu cần là tiền. Những con số như lượng tiền miền Bắc chi viện cho miền Nam trong 10 năm từ 65 đến 75 cùng hành trình của chúng vẫn còn là bí mật. Đầu những năm 60, nhiều căn cứ được mở, các cơ quan dân chính đảng phát triển mạnh, nhu cầu về tiền tăng gấp bội. Tiền lo ăn, lo mặc, lo nhu yếu phẩm thuốc men, tiền xây dựng cơ sở cách mạng trong lòng địch, cho đến tiền mua hành lang chở vũ khí và thuê đất làm căn cứ an toàn bên nước bạn. Tất cả đều cần đến tiền, tiền mặt. Mình lợi dụng bên này đất Việt, bên kia đất Miên. Nó gần như có một cái ngân hàng bí mật chuyên trách công tác phục vụ cho chiến trường miền Nam. Thì như vậy là các cái đầu mối đó, chúng tôi thường nói là những cái trục tam tứ giác đó, Hà Nội, Tây Ninh, rồi thì Bắc Kinh, Hồng Kông, Paris, nó như là những cái trục tam tứ giác đấy, là phối hợp hành động. Bây giờ là tổng kết lại đó là toàn bộ cái số liệu từ năm 60-65 cho tới 75 đó, thì tổng cái nguồn thu mà các nơi chi viện để mà chúng B29 cái quỹ này cho Trung ương chi viện miền Nam đó là 678 triệu. Đường dây chuyển tiền gồm quỹ đặc biệt B29 là bí mật trong Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Hà Nội. Ban Tài chính đặc biệt lúc ở Nam Vang rồi về trong nội thành Sài Gòn và các vùng ven. Ngoài ra là một vành đai các đơn vị chuyển tiền của Ban Kinh tài, các ngân hàng trên khắp thế giới giúp đổi tiền chuyển ngân và hàng ngàn người dân có cảm tình với cách mạng. Là không có dân không làm được. Như cái đơn vị này đó, tới sau giải phóng thì chỉ có 40 đảng viên, một cái đảng ủy như thế. Mà biên chế đó chỉ có 80 mấy người thôi. Hầu như mỗi đầu mối đều kéo cả gia đình tham gia bảo vệ tiền. Nhiều cán bộ cách mạng vì xây vỏ bọc mà tham gia giới buôn bán và thành ông chủ. Nhưng nhiều hơn là những Hoa Kiều giàu có được giác ngộ để trở thành cốt cán trong đường dây. Có hai phương thức chuyển tiền chi viện. Cũ là chuyển tiền theo đường Trường Sơn trên bộ và trên biển, đường hàng không sang Campuchia trung lập. Mới là dùng nghiệp vụ ngân hàng, lấy vũ khí địch đánh địch, chuyển khoản nhận tiền ngay giữa Sài Gòn. Đầu não kinh tế miền Nam ở Nguyễn Công Trứ này cũng là điểm giao nhau của 3-4 đường dây chuyển tiền buôn tiền của ta mà những người trong cuộc không hề biết nhau cho đến ngày giải phóng. Nhưng khó khăn nguy hiểm nhất là việc lưu kho và vận chuyển tiền mặt được rút hoặc đổi từ ngân hàng hoặc là từ nhà các đại tư sản cảm thấy với cách mạng. Cái nhiệm vụ chính mà trên giao cho tôi là giữ tiền, chuyển tiền và giao nhận, giao tiền. Nhưng mà trong giữ tiền thì phải chuẩn bị kho chứ không phải là giữ 5-10 đồng. Nghĩa là cái số lượng lớn, tức là phải hầm kho đàng hoàng. Rồi chuyển đi giao cho các nơi thì theo kế hoạch. Kế hoạch tháng, kế hoạch quý, có kế hoạch.
Thành tích tuyệt vời của đường dây là suốt 10 năm hoạt động, không thất thoát một xu. Hoạt động đơn tuyến, cả đường dây nội thành chưa đầy 40 người, nhưng lôi cuốn được hàng ngàn người tham gia. Cả đường dây 10 năm có một liệt sĩ duy nhất, liệt sĩ Lâm Đông Sơn, người gốc Hoa. Tôi biết rõ là Dương Cường ông chết thì hoàn toàn không, tôi có thể nói rằng cái khí tiết của ông rất cao. Ông chịu đựng cho tới chết trong tù thôi chứ dứt khoát không bị cơ sở mới còn. Nhờ sự hy sinh anh dũng của Dương Cường, tức Lâm Đông Sơn vào năm 69 mà huyết mạch tài chính cho miền Nam lúc bây giờ được bảo toàn. Đường dây tuyệt đối an toàn cho đến ngày toàn thắng. Chắc chắn là khán giả cả nước như vậy là đã nhận ra hai bác. Bác là nhân vật của ký sự người buôn tiền trở thành bộ trưởng. Bác là Lữ Minh Châu. Và đây là bác gái. Về đường dây của mình, về N2683 cũng như là cái việc chi viện miền Nam bằng tiền, thì bọn cháu đang chuẩn bị làm một bộ phim tài liệu hai tập và sắp tới sẽ chiếu. Và có làm bao nhiêu phim tài liệu thì cũng không thể nói đủ được. Vào thời điểm này thì con rất muốn hỏi hai bác một chi tiết nữa thôi. Đó là về người liệt sĩ duy nhất ở trong nội thành. Đó là liệt sĩ Lâm Đông Sơn, tức là ông Dân Cường. Bác có thể cho con biết nhiều hơn. Anh Dân Cường thì sinh năm 1913 tại Phúc Kiến. Ông là người Việt gốc Hoa. Sang bên Việt Nam đó thì có thể nói là một trong những người thành đạt về mặt làm ăn. Ông có những cơ sở sản xuất cũng như là mua bán ở Mỹ Tho và ở Phú Lâm, Chợ Lớn nè. Nhưng mà tuy là giàu, nhưng mà ông tự coi Việt Nam là quê hương thứ hai, cho nên là ông tham gia hoạt động trong cái thời kỳ trước đây là chống Pháp rồi tới thời kỳ chống Mỹ. Đầu tiên đó thì anh đó là cơ sở của ban tài chánh của xứ ủy Nam Bộ sau năm 1954. Thì lần lần đó thì ông trở thành là cán bộ cốt cán hoạt động công khai hợp pháp ở trong lòng địch. Ảnh ngoài cái hoạt động của ảnh ra đó thì ảnh còn dùng các cái cơ sở sản xuất, kể cả nhà của ảnh, để mà cho cán bộ đó ở. Bọn con có tới Mũ Tho, tới Mỹ Tho thì có xem lại được cái xưởng xưởng than đó, cái kho than của ông Dân Cường hồi xưa. Đấy là nơi mà đã nuôi dấu cán bộ, và đấy chính là một cái kho cất tiền của C-130, tức là cái cánh chủ lực của đường dây chi viện của mình. Đúng, dạ. Đúng thế đó. Dạ. Vậy thì con cũng muốn hỏi thêm là về C-130 đó, thì hồi đó cho đến năm 68-69 vẫn còn là đường dây chủ lực, mà trong đó thì ông Nam Dân Xanh và tiếp tới là ông Dân Cường là những người chủ chốt. Vào năm 67 thì ông Nam Dân Xanh bị bắt. Vào năm 69 thì ông Dân Cường bị bắt và sau đó bị đánh đến chết. Vậy thì nó ảnh hưởng như thế nào đến đường dây của mình, đến việc chi viện miền Nam của mình? Ông Dân Cường đó là cán bộ trực tiếp của C-130. Mà C-130 nó là một trong năm cái cánh hoạt động về tiền, về tiếp nhận tiền, chuyển đổi tiền, cất giữ tiền và chuyển tiền về vùng giải phóng. Thì do đó cho nên á, khi mà Lâm Dân Xanh bị bắt cuối năm 67 thì có thể anh Dân Cường á, là cái người mà bảo vệ tài sản đấy của cách mạng còn lại, là cái người mà nối cái đường dây liên lạc giữa Sài Gòn với Nam Giang. Bởi vì cái hậu sở chính của cái ban tài chánh đặc biệt này đó
là lúc bây giờ đó đóng ở trên kia nhưng mà chỉ đạo trực tiếp xuống cái này, thì ổng là một cái gạch nối từ Sài Gòn tới Tân Châu và trên kia từ Nam Giang tới Tân Châu để giữ cái đường dây liên lạc đó, để đảm bảo cho cái sự chỉ đạo lúc bây giờ. Vậy con có thể hiểu là nếu như lúc đó mà ông Dân Cường có để lộ ra một thông tin nào đó thì không phải chỉ C-130 có thể bị tiêu diệt, mà thậm chí cả cái đường nối của mình sang bên Tổng Chỉ huy là bên Nam Vang cũng có thể bị cắt đứt, đúng không ạ? Chính cái điều đó, nó thể hiện cái kiên cường bất khuất và các hành động của ảnh mà chúng tôi trong đơn vị đó coi là những hành động của một anh hùng của đơn vị. Do đó cho nên chẳng những cái đường dây đó không có bị tổn thất, cơ sở cũng không có bị tổn thất, kể cả cái mấy cái cơ sở mà làm ăn của ông đó cũng không bị tổn thất. Là vì ông bị bắt do người khác khai nhưng mà không có bằng chứng gì, thành ra ông cứ chối hết thôi. Mặc dù tụi nó qua lời khai thì tụi nó cũng biết ổng là cái người có trách nhiệm cũng quan trọng ở tại Sài Gòn này. Do ổng không khai cho nên bảo toàn được cái lực lượng, giữ được tài sản và ông là... Nhưng mà vì không khai mà tụi nó biết cho nên nó đánh ổng chỉ trong vòng 3 ngày 3 đêm. Hết cái ngụy tra khảo thì nó đưa sang cho Mỹ tra khảo, xong rồi chuyển qua chuyển lại như thế. Và hãy càng đánh, càng dùng những cái đánh càng ác độc á, thì ổng càng chửi dữ tợn. Cho nên nó không khai mà cứ chửi, vì chửi thì nó lại càng đánh. Do đó cho nên sức của ổng thì yếu, lớn tuổi rồi. Lúc đó thì ông đã 56 tuổi, cho nên là ông chết trong tù. Nhưng mà chết trong tù đó thì tụi nó làm giống như là ảnh tự sát bằng cách là thắt cổ. Xong rồi chính vì cái ông cho nó tung tin cho rằng ông tự sát đó, thì gia đình mới nhận được cái xác đem về chôn. Và lúc bây giờ đó thì chuyển từ Cần Thơ đưa về ở cái nghĩa trang, hồi trước là gọi là Nhị Tỳ Phúc Kiến đó, ở từ Mỹ Tho về đường về Gò Công. Khi đó thì hai bác còn đang ở Nam Vang đúng không ạ? Và hình như là con gái cả của ông Dân Cường thì đang sống với hai bác. Lúc mà anh Dân Cường bị bắt đó, thì đứa con gái lớn của anh đó, là Lâm Nguyệt Bí ở với gia đình tôi. Cháu ở đó, nhưng mà khi cha cháu bị bắt đó, là anh Dân Cường đó, thì cháu không hay. Mà khi bị đánh, bị nó giết ảnh trong tù, nó cháu cũng, tụi mấy anh em chúng tôi không dám cho cháu hay. Rồi chúng tôi sau khi anh mất, đơn vị mới tổ chức làm lễ truy điệu tại nhà tôi. Thì lúc đó cháu biết cháu ở đó lấy cái bí danh là Hai, chứ không dám nói tên đâu. Ở đó thì sau khi anh em làm lễ truy điệu mấy các chú các bác á, làm lễ truy điệu thì tôi mới kêu cháu Hai ra, cháu đốt nhang đi. Rồi cháu khi mà cháu cầm nhang xong vô lư hương á, tôi mới kêu con quỳ xuống, con lại bác Hai, mà sự thật không dám nói là ba của cháu, nói là bác, là các anh em liệt sĩ, các đồng chí hy sinh, là một người đó bị giặc nó đánh chết hy sinh. Thành ra bây giờ các chú các bác truy điệu cho đồng chí mình, cho các, nghĩa là cho bác mấy cái, thì cháu quỳ cháu lại mà không dám nói là cha cháu, chỉ nói là các đồng chí mình là bác đó.
bác hai đó. Dạ. Vậy thôi. Nghĩa là trong khi mà tôi nói như vậy là các anh em đều khóc hết. Khóc là thấy con người con của anh em mình trước, quỳ với trước cái bàn thờ mà không dám nhận, không dám nói là cha cháu. Dạ. Dạ. Như vậy thì liệt sĩ Lâm Đông Sơn còn có một người con trai, người con trai duy nhất. Và vào năm 65 thì thấy là hoạt động cách mạng quá là gian nan như vậy, thì ông Dân Cường có gửi con trai về quê của mình là Phúc Kiến, đúng không ạ? Dạ, thì trong chương trình khi mà sau cái loạt phóng sự ở trên báo Thanh Niên thì bọn con có nhận được một lá thư. Lá thư này bằng tiếng Trung và gửi cho hai bác. Con xin trích đọc. Tên con là Lâm Chí Trung, con trai đồng chí liệt sĩ Lâm Đông Sơn. Vào năm 69, con biết tên tin ba con qua đời, mà đến năm 78, con mới nhận được thư của chú Mười Phi, tức là chỉ huy đơn vị N2683. Giờ thì các con rất nuối tiếc là ba con mất, con đang ở Trung Quốc. Chiến tích của ba con tại chiến trường miền Nam con thực sự ít biết. Vào năm 2001, con sang Việt Nam, đến nhà chú Mười Phi, nhưng sức khỏe của chú quá yếu, không nói được gì nhiều. Cuối năm qua, con lại một lần nữa về Việt Nam, nhưng không tìm được chú Mười Phi. May sao, con đọc được tờ báo Thanh Niên đăng tin chú, thật là cảm động vì đạo đức cao thượng của chú đối với nhà nước và với con cháu đời sau, để lại bao chiến công bất diệt. Dấy lên trong con hy vọng được biết về quá khứ của ba con để ghi nhớ, gia đình con đời đời biết ơn chú. Trang giấy ngắn, lời thật dài, nay kính thư, chân thành mong đợi từ ngàn xa, con của chú Lâm Chí Trung. Đây là lá thư gửi cho chú. Và bây giờ đạo diễn đã cho chúng tôi kết nối điện thoại trực tiếp với Phúc Kiến, Trung Quốc chị ạ. Con chào chú Lâm Chí Trung ạ. Dạ. Dạ thưa chú Lâm Chí Trung ạ. Dạ. Dạ con chào chú. Chú đang nói chuyện với bác Ba Châu, người mà chú đã gửi thư cách đây mấy tháng để hỏi về dạ. sự hy sinh của liệt sĩ Dân Cường, tức là ba của chú ạ. Con mời chú nói chuyện dạ. với chú Ba Châu ạ. Dạ. Dạ con mời chú nói chuyện với chú Ba Châu ạ. Dạ. Dạ bây giờ tôi đã chào ông chú Ba Châu đó. Và cho tôi xin hỏi với Kim Ba và gia đình của chú Ba Châu mạnh khỏe. Tôi rất cảm động và cảm ơn các vị và Đài Trung ương Việt Nam cho tôi một cái cơ hội được biết rất nhiều được cái thành tích của ba tôi đó. Được chú Ba Châu và các vị giúp đỡ và quan tâm, tôi mới thêm một lần nữa tôi trung tâm ba tại chú Ba và các vị Đài Trung ương Việt Nam cho tôi cái hân hạnh này. Dạ. Vì bố lâu quá, bốn mươi mấy năm mà tôi không có dùng nữa chữ Việt Nam á, cho nên tôi không có được dùng cái danh từ gì để biểu đạt cái tâm lòng của tôi. Tôi dạ. chỉ có biết là ba và cảm ơn thêm cảm ơn đó. Dạ, chú ơi, con rất là mong là sắp tới sẽ có một cuộc đoàn tụ. Còn bây giờ con xin mời chú Ba Châu nói đôi điều với chú Trung. Trung ơi, dạ, chú dạ. không về là hôm nay dạ. đó lại được nói chuyện dạ. trực tiếp với cháu. Mà dạ, nghe dạ, tiếng dạ. cháu thì chú cần nhớ ba cháu nhiều lắm. Dạ, mà dạ, cũng rất mừng là cháu về bên Trung Quốc lâu rồi mà cháu còn dạ. nói được tiếng Việt như thế. Thì dạ. hết sức là đồng. Bởi vì chính ba cháu đó dạ. coi Việt Nam là quê hương thứ hai. Mà hôm nay đó thì cái chứng tỏ cái điều đó ở dạ. con nói tiếng Việt rất là tốt. Và dạ. cũng sở dĩ có cái buổi gặp nói chuyện hôm nay với cháu đó dạ. là phải nói trước hết là cảm ơn báo Thanh Niên dạ. đã đăng cái thiên phóng sự đó. Cảm ơn, dạ, cảm ơn cái đó. Chương trình như chưa hề có cuộc chia ly của Đài Truyền hình dạ. Trung ương. Thì dạ, hôm nay chú cháu mình mới gặp nhau. Dạ cảm ơn lắm ạ. Dạ. Và thời gian đó thì nó không có dài, không dài. Dạ. Do đó cho nên á chú mong rằng á là trong một ngày gần đây hoặc là Tết dạ. gì đó thì cháu về đây dạ. chú cháu mình sẽ tâm sự. Và dạ. nhân cái dịp này cháu cho dạ. chú gửi lời dạ. chúc sức khỏe. Dạ cảm ơn mẹ cháu. Và gia đình dạ. an khang thịnh vượng.
nhớ nói là chú gửi lời chúc sức khỏe má cháu nha. Dạ, dạ, cảm ơn. Dạ, dạ. Thưa chú Trung và thưa bác Ba Châu, cháu xin tiết lộ một thông tin. Tức là chú Trung thì rất là sốt ruột muốn gặp hai bác, cho nên là đã mua vé máy bay và đến tối mai thì chú Trung đã có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh. Một cái tin đối với tôi hết sức là bất ngờ và rất vui. Là biết rằng đó, trong vòng nay mai gì đó thì cháu Trung sẽ về gặp gia đình tôi. Dạ, vậy thì con sẽ xin phép là sẽ được tham gia vào cuộc đoàn tụ đó. Con sẽ xin đưa chú Trung đến để thăm hai bác. Và chắc chắn là món quà cho chú Trung sẽ là một tài liệu của ông Hồi Phi đúng không ạ? Một chương trong quyển hồi ký của ông Hồi Phi có tên là Anh Dân Cường. Dạ, con cảm ơn hai bác. Rất quý nếu có Thu Huyên đi. Và tới chừng đó đó, tôi sẽ trao cái bản gốc cho Trung. Dạ, con cảm ơn hai bác ạ. Kính thưa quý vị, nếu lúc này quý vị đang chịu cảnh ly tán thì hãy gọi điện cho chúng tôi 08-264-7777. Nếu lúc này quý vị đang biết một ai đó mà chúng tôi đang tìm kiếm thì hãy gọi cho chúng tôi theo số 08-264-7777 hoặc là vào website www.hayleentieng.vn. Rất nhiều trường hợp đang trông chờ vào sự giúp đỡ của chúng ta. Ví dụ như bà Phạm Minh Nghiêm ở Hà Nội đang tìm con gái là Lê Minh Phương sang Đức năm 91 và bật tin từ năm 92. Hay như anh Huỳnh Văn Thương tìm ông Đội Thúc Bá là Huỳnh Minh Trị và con trai là Huỳnh Minh Tuấn. Hay như chị Nguyễn Thị Thanh Mai, chị Thanh Mai tìm gia đình, chị đi lạc từ hồi 5 tuổi, đó là vào năm 1975. Còn em tìm ai? Chào chị, em tên là Nguyễn Văn Tinh, em muốn tìm lại gia đình thất lạc của mình đã hơn 20 năm rồi. Em cũng đi lạc à? Dạ được. Chị mời em. Trong hồ sơ của chúng tôi, trong hồ sơ 281 hồ sơ mà đội tìm kiếm Sài Gòn buổi sáng đang nghiên cứu thì có rất là nhiều trường hợp mà trẻ em độ vài tuổi đi ra khỏi nhà và cứ thế là đi lạc không tìm về nhà được nữa trong suốt mấy chục năm. Thì không biết là trường hợp của em thì như thế nào? Dạ, em thì hồi xưa em sống với mẹ và ông ngoại ở một vùng quê thuộc vùng biển ở miền Tây. Thì em sống với mẹ với ông ngoại từ nhỏ cho đến 4 hoặc 5 tuổi gì đó. Thì một hôm bố về và dắt đi về Cà Mau sống, ở Cà Mau với bố. Ở đây thì em sống với lại gia đình của bố, gồm có bố, mẹ hai và các anh chị trong gia đình. Em sống ở đây được khoảng 1 năm. Thì một năm này em nhớ nhà quá, cho nên em năn nỉ bố, xin bố đi về mẹ. Thì nhưng mà bố bận chuyện không có đưa đi. Vì vậy cho nên em quyết định là một mình sẽ đi tìm mẹ. Thì em chỉ nhớ thoáng qua là khi bố bắt em về Cà Mau á, thì bố đi đưa đi bằng đò. Thì em chỉ nhớ như vậy và em ra bến đò đi từ Cà Mau đi về Mỹ Tho. Thì ở Mỹ Tho em nhớ có một ông chú. Thì ông chú này là có ghé một nhà rồi một lần rồi. Thì em hy vọng đến đây sẽ tìm được nhà ông chú. Nhưng mà em đã đến đây và tìm rất là lâu nhưng mà không được. Sau đó em đi lang thang khắp nơi. Và cuối cùng em gặp được một ông mù xin ăn. Ông hỏi hoàn cảnh này nọ. Thì em cũng trả lời là em đang đi kiếm gia đình. Ông nói là thôi nếu như vậy mày không biết đi đâu thì mày có thể là theo tao đi. Biết đâu mày sẽ may mắn và tìm được mẹ thì sao. Em đi với ông mù thì khoảng chừng được gần 2 năm thì em không thấy không có kết quả gì hết. Cho nên em quyết định là từ bỏ ông mù đi lên thành phố sống. Thì ở thành phố này em sống được một thời gian dài và cuối cùng em được sống đến các trung tâm nuôi dạy trẻ đường phố. Và ở đây em được ăn học xong lớp 12. Và hiện tại bây giờ thì em đang đi làm ở một cái nhà hàng Âu ở quận 3. Theo như chị biết thì có một giai đoạn dài em sống ở Đào Đàn đúng không? Rồi sau đó thì đi để bán đồ lưu niệm. Theo như trong hồ sơ của đội tìm kiếm đưa cho chị thì thực tế là em đã tốt nghiệp phổ thông. Và chị rất là thán phục em. Bởi vì là em thậm chí còn đã học tiếng Anh rất là khá và em đi dạy trẻ con trong xóm tiếng Anh đúng không?
Ở trong hồ sơ của đội tìm kiếm thì có nói rằng là em là người có tinh thần cộng đồng rất là lớn và làm rất nhiều việc thiện tâm. Dạ. Chị rất là mong mỏi là chương trình có thể tìm được gia đình cho em. Dạ, cảm ơn. Bây giờ chị muốn hỏi là em còn nhớ một hình ảnh nào về quê của mình? Hình ảnh quê thì em nhớ nhất là lúc em 4 hoặc 5 tuổi gì đó, thì trong gia đình em thì có chị hai, chị là em nhớ mang máng thôi, tên là chị Hai Hồng. Thì một hôm mẹ đi đâu về đó thì mẹ mua cho em một đôi dép mũ màu trắng. Mẹ cho mang thì em rất là thích và em mang xin phép mẹ được mang đôi dép đi chơi. Thì em đi chơi với một nhóm bạn trong xóm. Khi tụi em chơi cò cò và nhảy dây, em để dép sang một bên. Thì đến chiều khi mà tụi em kết thúc trò chơi rồi á, em đi tìm lại đôi dép thì không có nữa. Lúc đó em sợ lắm, thì em không dám về nhà nữa. Cho nên là em đi vòng tới tối, đến khoảng 11, 12 giờ khuya rồi. Lúc đó em sợ lắm, tại vì em không biết đâu nữa. Cho nên cuối cùng là em về nhà. Thì lúc đó khi mà em vừa bước vào nhà đó, em không có vào cửa chính vì em sợ lắm. Cho nên là em khoét, tại vì nhà em là nhà lá, cho nên em khoét vách đó, em chui vào. Thì mẹ từ ở trong nhà đi ra, mẹ xách một cái roi, thế là mẹ quýnh túi bụi. Lúc đó chị Hai Hồng mới nhảy vào, chị Hai ôm em và hứng những cái đầu roi của mẹ. Cho nên em nhớ nhất là những cái hình ảnh như vậy. Em nhớ chị Hai Hồng. Dạ. Yeah. Quê em là một nơi như thế nào? Em chỉ nhớ là quê em là một cái vùng biển, thì đi biển rất là lớn, và em chỉ nhớ mang máng như vậy thôi, chứ em không nhớ hoàn cảnh hết. Em như vậy là lên đò ở Cà Mau, dạ, xuống đò ở Mỹ Tho, dạ, và lạc là từ bắt đầu Mỹ Tho. Dạ. Vậy thì em có quay trở lại Mỹ Tho để đi tìm không? Dạ thưa không, tại vì em cũng không biết chính xác, cũng không nhớ tên của ông cậu tên là gì. Bây giờ em hãy cùng thử đi tìm xem. Dạ. Đội tìm kiếm sẽ cùng với em đi tìm. Em thử nhìn lên trên hình xem em có nhận ra gì không. Đây là bến đò Mỹ Tho. Dạ. Nơi mà em bắt đầu lưu lạc. Nếu mà em đi tiếp thì em, dạ, sẽ đi đến con đường này. Dạ. Hồi xưa là ở bên đây là đồn biên phòng. Với hồi đó chị thứ hai có quen anh ở trong cổng á, thì tối hay dẫn đi ra quẩy chơi. Còn ở bên đây là hai chị em nắm tay đi học. Hồi đó hai chị em thân dữ lắm, hai em đi học á, nó ham đi học dữ lắm mà nó chưa tới tuổi, rồi cô đâu có cho học. Thì đi ra ngoài trường vậy, đứng chơi vậy đó, rồi còn em thì vô trong trường học. Thời gian đó ở nhà, rồi ba nó đi ở quải cũng mấy năm rồi ổng về. Ổng về mới vô xin gì là cho ổng lên đi theo. Em có nhận ra không? Mẹ em, con mời dì Lan ạ. Mẹ em ở đây, con mời dì Lan ạ. Em hãy ra đón mẹ đi. Chị Hồng mà em nhắc đến đấy, mà chị Phượng. Linh là một trong những người mà gửi lá thư đầu tiên đến cho chương trình đề nghị tìm giúp gia đình. Và chương trình đã tốn hơn một tháng để có thể tìm ra từ những ký ức rất là vụn vặt của Linh, có 3 chi tiết thôi. Thứ nhất là Linh có một con heo nhỏ và sau đó đã bị mang cúng đình. Tiếp đó là con mời gia đình ngồi ạ. Con mời gì? Em mời chị Phượng đúng không? Còn đây là chị Tư Hồng.
Gia đình đã tìm bằng đội tìm kiếm đã tìm bằng cách là từ ba manh mối nhỏ. Thứ nhất là một con heo mà Linh nuôi hồi bé. Linh có nhớ không? Một con heo nhỏ và đã được đi cúng đỉnh. Thứ hai là quê nhà mình là một vùng rất là nhiều nước. Và thứ ba là có một đồn biên phòng. Và chị Hồng có quen một anh bộ đội ở trong đồn biên phòng đúng không ạ? Và do đó đội tìm kiếm đã xác định rằng có một cù lao, trên đấy có một đồn biên phòng, đó là 586. Và ở đó thì có tục là cúng heo ở đỉnh. Và cuối cùng đã tìm ra gia đình. Chúng con rất mừng là bởi vì đã tìm ra gia đình. Vì các anh ở xã, đây là Gò Công Đông, xã Tân Phú. Và khi mà đội tìm kiếm gọi điện xuống xã Tân Phú thì các anh ở xã nói rằng là sẵn sàng là nhập lại tịch cho Linh và trong gia đình của mình. Bởi vì giờ đã cắt hộ tịch hộ khẩu là đã 20 năm nay rồi. Gia đình của Linh là gia đình bà mẹ Việt Nam anh hùng. Bà của Linh là bà mẹ Việt Nam anh hùng. Con rất là mừng vì là xin hỏi Linh một chút. Con suốt 22 năm nay thì Linh có lần nào đi tìm không? Có. Cách đây khoảng 6 năm thì em đi, có đi về Cà Mau tìm một lần. Thì ở dưới đi tìm nhưng mà không ai biết hết. Cho nên không có đi tìm nữa. Sau đó thì cách đây khoảng mấy tháng á, thì em cũng có đi về dưới em tìm một lần nữa. Em tìm cũng lâu lắm nhưng mà cuối cùng cũng không thấy. Cho nên em quay lại thành phố. Vậy tức là em rời bến đỏ Cà Mau và bắt đầu lưu lạc. Vậy chúng ta hãy thử về Cà Mau một chút xem có thể tìm ra được. Cả gia đình nhìn lên. Đây là thành phố Cà Mau. Sẽ phải còn đi rất là xa. Em nghe nhé. Đây là bến phà Đầm Cùng. Còn đây là cái bến đò. Đây là ở cuối cùng của quốc lộ số 1. Và đây là bến đò mà Linh đã xuống thuyền và đi. Cái buổi tối đó mà tôi đi tìm đi kiếm là không được đó. Rồi tới sáng lại rồi ông bỏ ra đi kiếm đó là khắp nơi nó không gặp. Ở đây là hỏi chị em bà con ở đây là ta nói có thằng nhỏ bằng áo tay á. Bằng áo tay đó với quần sò bỏ này nó đi ở xuống tàu rồi. Thì tất cả đi kiếm thôi. Chứ nữa là đi kiếm cũng hết sức mà kiếm tìm không được. Linh có nhận ra giọng ai không? Tập ba em. Chính ba em đã đưa đoàn tìm kiếm vào đoàn truyền hình đi lại những nơi mà em đã quen thuộc đó. Đây là ngôi trường hồi trước của nó là học ở đây. Cái nhà cô giáo ở đó, chỗ cô giáo Huyền là ở ngoài đó. Đến đây, hồi xưa cái nền nhà ở đây đó con. Chứ giờ ta trồng lá trong đó coi. Ngay chỗ ngay ba đứng là ngay cái nền nhà đó. Ba em cũng ở đây. Con xin mời chú Tư Được ạ. Em sẽ gặp ba em đi. Trời ơi, cô thật chứ. Xin con nhân mẹ ơi con. Lên đây lên. Dạ mà. Nói luôn còn biết cái gì nữa. Con nhìn mẹ nữa con. Như vậy là Linh đã gặp lại mẹ, gặp lại hai chị ruột của mình ở Tiền Giang, gặp lại ba của mình và má hai của mình ở Cà Mau. Và sẽ còn nhiều người trong gia đình mình nữa. Con đi tìm nhưng mà không có nhớ. Sao vậy con? Con lên đây, để em. Dạ, mới lần. Dạ, đây là thành viên mới của gia đình. Ba là vợ con. Là vợ và con. Thôi là em không. Em muốn được đi. Con đang tụ rất là nhiều nước mắt. Và thực sự là chúng tôi rất là xúc động. Như vậy là số thứ nhất của chương trình Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly xin được tạm dừng tại đây. Với rất nhiều cuộc đoàn tụ và nhiều nước mắt, nhiều niềm vui. Và chúng tôi mong rằng là mỗi chương trình chúng tôi có thể sẽ mang lại nhiều cuộc đoàn tụ cho những người tốt như Linh, những người dũng cảm như Linh, những người như bác Ba Châu gặp lại đồng đội, những người như Đình Bảo gặp lại cô giáo, thời mẫu giáo, bạn các bạn gái của mình. Xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại vào ngày 5 tháng Giêng năm 2008.
Thank you.